Đâu, trả lời được cho cô chưa? Có mấy loại danh mục thuộc không kê đơn mà các anh chị nhìn thấy ở trong cái bảng danh mục cô gửi cho các anh chị. Một loại danh mục thôi hả? Có một bảng thôi hả? Thật không? Đây có danh mục thuộc hóa dược, sinh phẩm thuộc không kê đơn này. Danh mục bảng danh mục hóa dược này. Rồi đến gì nữa? Có 3 cái. Rồi tiếp. Có 3 cái danh mục nhá. Danh mục thuộc dược liệu, thuốc cổ truyền này. Không kê đơn này đó. Rồi vị thuốc cổ truyền không kê đơn này, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, rồi vị thuốc cổ truyền. Như vậy là có 3 cái danh mục. Tiếp, trong cái danh mục thuốc hóa dược thì có bao nhiêu thuốc tất cả? Rồi 230 bộ, 243 thuốc. Thế dạng đường dùng ở trong danh mục thuốc không kê đơn anh chị, dạng đường dùng anh chị thấy hay lặp đi lặp lại những dạng đường dùng nào? Rồi đường uống, đường dùng ngoài. Đúng rồi, đường uống và đường dùng ngoài. Uống đây, uống các nhang lên, dùng ngoài đấy ha. Rồi chạm mắt, chạm mũi. Đó, uống. Đó, uống dùng ngoài. Rất là nhiều. Rồi, tiếp theo. Tiếp nữa. Viên đạp. Rồi. Bây giờ ấy là trong những cái thuốc không kê đơn này chủ yếu là dùng để điều trị các bệnh gì các anh chị? Anh chị xem trong cái danh mục này này, dùng để điều trị những cái bệnh gì ạ?
Ho dạ dày dị ứng giảm đau kháng viêm. Ho dạ dày dị ứng giảm đau. Rồi. Là dạng các cái dạng vậy thì giờ đây giờ các anh chị vô anh chị xem nhá. Xem là cái thuốc không kê đơn là thuốc như nào. Thì cái vấn đề đầu tiên là thuốc không kê đơn là thuốc mà bệnh nhân tự sử dụng mà không cần phải có đơn thuốc. Đó, cấp phát bán sử dụng là không cần phải có đơn. À, còn thuốc kê đơn là thuốc mà cấp phát bán sử dụng là phải có đơn. Đó, nếu như không có đơn thì có thể nguy hiểm đến sức khỏe đến tính mạng người bệnh. Tiếp nữa, nguyên tắc để xây dựng danh mục thuốc không kê đơn. Nguyên tắc thì dựa vào cái tính chất dược lý và tính an toàn của thuốc. Dựa vào tính chất dược lý và tính an toàn của thuốc. À, bởi vì bệnh nhân họ tự sử dụng cho nên là nó phải đảm bảo an toàn và cái cách sử dụng nó đơn giản. À, thì mới đem cho bệnh nhân sử dụng được để bệnh nhân tự sử dụng. Rồi thứ hai là trong cái quá trình mà xây dựng ấy thì có tham khảo cách phân loại của các nước khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình đi sau cả cái nước phát triển đến tận mấy chục năm cơ. À, những cái danh mục thuốc không kê đơn người ta đã xây dựng rồi, xây dựng từ rất lâu rồi. Thế mình cũng không cần thiết phải mày mò lại để làm gì cả. Bởi vì mình thử nghiệm thí nghiệm ở trên người bệnh thì rất là nguy hiểm. Cho nên mình có thể tham khảo luôn cách phân loại của các nước khác. Sau đó mình điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế sử dụng của người thuốc của Việt Nam mình là ok. À, ví dụ như là cái gọi là cái gì nhỉ? Giả sử như có một cái loại thuốc mà ở cái đối với các nước châu Âu chẳng hạn thì người ta sử dụng cái hàm lượng dưới 10 mg là thuốc không kê đơn. Nhưng mà đối với Việt Nam mình thì cái thể trạng cân nặng của người Việt Nam mình so nhỏ hơn rất là nhiều so với các nước châu Âu các anh chị. Cho nên là mình phải điều chỉnh cái hàm lượng xuống chứ không thể để được 10 mg được, mình có thể giảm xuống là 5 mg một đơn vị. Tức là sẽ điều chỉnh lại, mình tham khảo cách phân loại của các nước khác nhưng mà mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế của Việt Nam mình, thực tế sử dụng của nguồn thuốc của Việt Nam mình. Rồi, nguyên tắc nữa là trong cái quá trình sử dụng ấy thì một số loại thuốc có thể là bị loại ra khỏi danh mục nếu như có những tác dụng có hại nghiêm trọng được phát hiện. À, cái thuốc nào mà có những cái tác hại nghiêm trọng được phát hiện thì người ta sẽ loại nó ra khỏi danh mục thuốc không kê đơn. Có nghĩa là nó bắt buộc là phải có đơn thì mới được sử dụng đó. Bởi vì người ta loại ra khỏi danh mục thuốc không kê đơn rồi. Nhá. Bây giờ cô hỏi các anh chị này, thuốc mà nằm trong danh mục thuốc không kê đơn thì là thuốc gì? Thuốc nằm ở trong danh mục thuốc không kê đơn thì là thuốc gì các anh chị? Gọi là thuốc kê đơn nhá, gọi là thuốc kê đơn được, không cần phải quản lý đặc biệt hay không quản lý đặc biệt gì đâu. Nó thuộc cái danh mục của mình là danh mục thuộc không kê đơn thì nó có tên ở trong cái danh mục thuộc không kê đơn thì nó là thuộc không kê đơn. Còn mình tra mà mình không thể có thì nó không phải là thuộc không kê đơn, có nghĩa là nó là thuộc kê đơn á. Rồi, có 6 tiêu chí để lựa chọn thuốc không kê đơn. 6 tiêu chí là gì? Độc tính phải thấp. 6 tiêu chí nhá. Là độc tính phải thấp. À, độc tính thấp thì làm sao để biết là độc tính thấp? À, hay là không? Ví dụ như là cái bản thân cái hoạt chất đó nó độc tính là thấp hoặc là nó không có độc tính. Cái thứ hai đó là khi mà sử dụng cho người ấy, thì nó uống vào ấy thì nó không phân hủy, nó không chuyển hóa để tạo ra những cái sản phẩm có độc tính. Đó. Rồi không có những cái tác dụng có hại nghiêm trọng đã được viết hoặc khuyến cáo. À, thuốc nó không không có được không có những cái tác hại như này nó gây tử vong hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Đó, là uống vô xong rồi có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, gây tử vong hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc là uống thuốc vô thì làm tăng nặng thêm tình trạng